Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo trình Seoul 1B với bài 14 Eosun Hyperposeo là cái áo này iOS Hyperposeo là hãy thử mặc thì bạn hãy thử mặc cái áo này xem thì ở bài số 14 này chúng ta có hắc sức mục tiêu như sau hắc sức mục tiêu mục tiêu bài học về từ vựng ơi bốc nó là về trang phục hiêng ông sa y phần tính từ hai môn bước qua phiêu ngữ pháp và biểu hiện số 1 lò than lặc là sự thay đổi của chữ lò tiếp theo tính từ thì với danh từ đây là dạng định ngữ của tính từ làm rõ hơn cái danh từ này bố nghĩa cho danh từ này. il. nói một. Quê hương miêu sa ki. Miêu sa ta là miêu tả và quê hương là ngoại hình. Miêu tả ngoại hình. Tiếp theo, vun bước qua phiêu huyên y, ngữ pháp vào biểu hiện số 2. N hăn the. hoặc là N kê. Đây là tới ai đó. Hướng tới ai đó. Ví dụ như là tôi cho bạn một cái bút thì đây là bạn ek bạn hăn thề dùng trong văn nói các bạn nhé hay sử dụng trong văn nói kê khi dùng tôn kính tiếp theo động từ đi với a ư, po c, O đây là hãy thử làm việc gì đó ở đây à, động từ ví dụ k thì là k po c, O dùng cái này như thế nào ạ thì dùng cái này như là io io nhưng mà không có chữ yo cuối cùng mà thay vào đó là chúng ta thêm là po, c, O ví dụ như là bok thì là thành moko nhưng bây giờ chúng ta thử ăn thì không phải là moko yô nữa mà chúng ta thay chữ yô bằng chữ poseo thì chúng ta sẽ nói là moko poseo là bạn hãy thử ăn tiếp theo baragi y nói hai kunyu hagi là bạn khuyên nhủ đoạn hội thoại 2 về khuyên nhủ tiếp theo tikko maragi nghe và nói Son bure thẻ hắn thẻ thức kỳ Bạn nghe một đoạn hội thoại về quà tặng Tưng san phục trang ế thẻ hắn kỳ Chúng ta nghe một đoạn hội thoại về phục trang là cái trang phục Tưng san là leo núi Tiếp theo Ochalime ra Baragi Đây là nói về cái việc à, mặc trang phục lịch sự như thế nào về phong cách mặc trang phục như thế nào à, tiếp theo chúng ta sang phần ilko suki đọc và viết sen in sơn bure te chúng ta đọc cái một đoạn văn ở blog về cái quà tặng sinh nhật sơn mun là quà tặng sinh nhật sen in tiếp theo 기억에 남는 남은 남는 선불에 대한 글 쓰기 các bạn viết về một viết một đoạn văn này về cái quà tặng mà chúng ta nhớ nhất mà chúng ta còn nhớ kiếp Nam ta là chúng ta đang nhớ chúng ta vẫn còn nhớ về cái quà tặng đó qua chê phần thực hành sonbul chong hagi <laughs> chúng ta thực hành đây là chọn quà tặng Môn hoa san chét Môn hoa san chét đây là phần văn hóa Thì chúng ta có Môn son mul kỳ chúng, chúng, ta chú ý những cái quà tặng không nên tặng rừng, Phát âm Phát âm Kiếp phát chi Đây là những cái phát âm Những cái phụ âm đáy là phụ âm đôi Thì chúng ta phát âm như thế nào thì chúng ta sẽ học quy tắc ở trong phần này thực tế cái phần phụ âm đấy mà có hai có uh, hai hoặc là nhiều cái uh, có hai cái uh, phụ âm giống nhau hoặc là có hai phụ âm khác nhau ở dưới uh, phần phát phần phụ âm đấy thì chúng ta đã được học trong phần bảng chữ cái khi mà các thầy cô ở trên trung tâm đã dạy rồi Và bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần trong này trong bài học thì chúng ta sẽ vào đầu tiên là phần từ vựng Ơi bục Chúng ta vào phần từ vựng đầu tiên Thì được từ vựng đầu tiên chúng ta chú ý như một số cái đồ trang phục Đầu tiên là Chima Chima Skirt Skirt Đều là váy, skirt là nói giống mượn tiếng Anh ấy. Chima hoặc là skirt là váy Un hoa là giày thể thao shirt là áo nói chung ví dụ như là áo sơ mi người ta gọi là white shirt và áo phông người người ta gọi là t-shirt cũng tương tự như là tiếng anh nhé one piece là váy liền thân one piece tiếp theo kutu là giày da mocha là là mũ yangbok là âu phục yangbok tiếp theo là pachi là, là quần chi Khô thừ là áo choàng. Đấy là một số đồ trang phục. Tiếp theo chúng ta có động từ, ví dụ như là ipta. Ipta là mặc. Shinda là xỏ hoặc là đeo đối với giày dép. Suta là đội hoặc là đeo đối với mũ hoặc là kính, chúng ta có thể dùng là suta. Sư suta sư là đội. Chúng ta nghe phần từ vựng này. 치마 스커트 운동화 셔츠 원피스 구두 모자 양복 바지, 코트, 입다, 신다, 쓰다. 우리 함께 다시 들어보자. 치마, 스커트. 운동화 셔츠 원피스 구두 모자 양복 바지 côt, 입다, 신다, 쓰다. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. Từ vựng về tính từ, hiên ông xa, thì chúng ta có những cái từ như sau. khứa là to, chắc ta nhỏ.

mỏng thì chúng ta nghe và đọc theo 크다 작다 크다 작다 길다 짧다 길다 짧다 높다 낮다, 높다, 낮다, 비싸다, 싸다, 비싸다, 싸다, 불편하다, 편하다, 불편하다. 편하다 두껍다 얇다 두껍다 얇다 chúng ta sang phần tiếp theo ở đây chúng ta có một số cái đồ vật ạ à. thì bây giờ chúng ta dùng cái nào thì dùng cái nào đầu tiên là cái này tượng của nó là t-shirt thì chúng ta sẽ dùng những cái động từ như ịp ta ịp ta sẽ dùng cho t-shirt chima bà one piece xin ta dùng cho khu đu quần đồng hòa sư dùng moja chúng ta sẽ nghe phần này đầu tiên là bà chi, chi đâu đây Chi chima chima khu đu Boja Shirt One piece Un Như vậy là chúng ta sẽ thấy nó phù hợp Ip ta dùng cho đồ về trang phục và quần áo Xin ta dùng cho giày dép Suta dùng cho mũ Cái đấy các bạn chú ý Tiếp theo, nộp ta Thì trái lại với nộp ta đó là gì ạ? nộp ta là cao phiên ta là thoải mái khi ta là dài khư ta là to đây là chắc ta là nhỏ phun phiên ta là khó chịu nát ta là thấp chal ta là ngắn vậy thì chúng ta sẽ nối như thế nào ạ hay nối vào cái từ mà nó không nó đối lập về nghĩa nopta chắc chắn đi với natta tiếp theo punfirata kilta sẽ đi với chalta ta Kuta đi với chakta chắc chakta chắc chúng ta sang phần ngữ pháp số 1 đó là uh, mất lò biến đổi của lò thì đầu tiên chúng ta về chữ l này khi mà nó làm phụ ốm đáy chẳng hạn thì nó sẽ được coi như là một cái động từ không có bắt chim khi đi với uh, các nguyên âm như là nguyên âm ư ví dụ như là piano rửa à dẻo quy tắc mất chữ l khi nào ạ mất chữ l khi gặp chữ n, chữ p, chữ s thì chữ l này bị mất. Ví dụ như là mà chúng tôi hay thường nói là trong quá trình giảng dạy đó là lửa, đó là chữ l gặp gặp tức là gặp ngay đằng sau ấy, gặp núi sông biển thì lửa tắt, tức là lửa sẽ bị mất đi. Thì ở đây trong trường hợp này là i noreul đây là alta là biết bạn có biết chơi pia, chơi à xin lỗi các bạn y nô là bạn có biết cái bài hát này không thì là alta là biết vậy thì alta đi với chữ sờ đằng sau này lửa gặp sông thì lửa tắt là mất nê a thì đằng sau nó là nguyên âm câm à phụ âm câm thì chúng ta không bị mất nữa bởi vì nó đằng sau nó không phải là n p hoặc sờ vậy chúng ta sẽ nghe phần bài này nghe phần đoạn này. 이 노래를 아세요? 네, 알아요. 이 노래를 아세요? 네, 알아요. Các bạn nhớ cho tôi là cái quy tắc mà để mất chữ lò này thì khi chữ lò này gặp núi sông biển tức là gặp chữ nờ chữ bò chữ sò là chữ l này sẽ bị mất còn lại gặp những cái tình huống khác chúng ta sẽ không bị mất chữ l này và chữ l đối với các động tính từ mà có chữ l làm bát chim thì sẽ tương tự như các động từ hoặc tính từ không có bát chim cái đấy các bạn lưu ý, ý đầu tiên là chúng ta xem thêm một số cái ví dụ để hiểu thêm về ngữ pháp này số 1 là chơ saram cái tên của người kia, alta cộng với uco, thì alta, ở đây là động từ không động từ như một động từ không có bắt chim thì sẽ không có chữ u và chữ a trực tiếp đi đi với co, co thì lại gặp chữ sờ đằng sau thì sẽ mất chữ l, thì sẽ là aseo 저 사람이 저 사람 이름이 이름 알아요, ở đây chúng ta có MANTILTA có chữ L đi với ni SUMNICA hay là đi với ca thì ở đây không có bát chim chúng ta có bát chim L nhưng chúng ta bỏ chữ TA đi thì chắc chắn là sẽ đi với PNICA bởi vì đây nó uh, không có bát chim coi như là không có bát chim thì chữ L sẽ bị mất đi và thay đó bằng chữ P 지퍼 니가 대 만듭니까 만듭니까 분고기를 만든다 심니다 분면 분고기를 만듭니다. 내가 오자러 요김 선생님은 신림동에 신림동에 살다세요. 뭐라 사세요 사세요. 사세요. 우리 포도를 좀 살까요? 네 좋아요. 중탕 뭐 녀예? 네 좋아요. 방돌과 저기 포도를 팔네요. 파네요. 저기 랑기어 포도를 파네요. 저기어거 포도기어. 반 포도리아. 란 녀와 도요. nóng không? 그럼 <Q Goodnight> vậy thì Changmoonun, yul thì là yo seyo vậy thì hãy mở cửa sổ ra, yon ta là mở. Chubade cuối tuần gặp bạn rồi, 놀 thì là đây là thêm chữ lò thôi thì vẫn đại nguyên là dolo Là sẽ đi chơi sẽ đi chơi Pari Cham Kill Neo Pal là cánh tay hoặc cái ống tay á Cham là rất dài khi nếu khi nếu khi nếu thì cái nào đúng ạ thì đầu tiên là chúng ta bỏ chữ tà đi thì đi với neo thì là kill neo nhưng mà chữ l này sẽ bị mất khi neo Hàn Quốc kể sơ Mỹ quốc ca chỉ từ Hàn Quốc đến Mỹ dân tu sĩ can chấm sẽ mất khoảng độ 12 tiếng A chú mơ ta xung đi ta chú đi chúng ta chú ý mất chữ l khi mà chúng ta gặp chữ sò đúng không gặp sò gặp pò gặp chữ n là chúng ta chữ n chữ chữ l sẽ bị mất đi bây giờ chúng ta sẽ sang ngữ pháp số 2 các bạn hiểu ngữ pháp này chưa rồi chưa ạ chúng ta sẽ sang ngữ pháp số 2 tính từ đi với n hoặc ơn danh từ đây là danh từ hóa tính từ dùng để bổ nghĩa tính từ này bổ nghĩa cho danh từ ví dụ như là cô gái đặc điểm là cô gái nhưng mà đẹp thì chúng ta cái chữ đẹp đó là tính từ thì chúng ta sử dụng cái này ô tôn chỉ mà dù cái váy nào thì hiện tại đang thịnh hành đang nổi tiếng chal pun chỉ đang thịnh hành cái váy ngắn chúng ta nghe 어떤 치마가 유행이에요? 짧은 치마가 유행이에요. 어떤 치마가 유행이에요? 짧은 치마가 유행이에요. 아래 중에 짧다, 짧은 치마는 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 Uh, câu số 1 chúng ta ta tất ha kopi cà phê là chủ thể nhưng đặc điểm của cà phê này là cà phê ấm không phải là hơi ấm hơi nóng ấy, một chút đấy tức là ta thích ha tà thì không có bát chim thì sẽ đi với n còn có bát chim sẽ đi với ân thì là không đi với không không ta tức ha ta ta ha thì không có bát chim thì sẽ là ta tức han kopi Copy bây giờ là danh từ và ta tức hà tà là tính từ. Tính từ không có bát chim sẽ đi với n và tính từ có bát chim sẽ đi với ân. Các bạn nhé. Ta tất hàn copy. Ở đây ạ. Chung u xin ơn. Chung u. Chung u. Chô. Chốt thà. Chốt thà thì có bát chim thì sẽ là chô ơn chung gu. Chô ơn chung gu. Chân ơn. Cái gì đó âm xích. Muốn bộ gọi ồ. để mép tà tức là món ăn cay đặc điểm món ăn này thì là cay thì mép ta là có bát chim nhưng mà chúng ta lưu ý bát chim đây lại là chữ pờ các tính từ có chữ pờ mà đằng sau nó là cộng với nguyên âm thì pờ sẽ bị biến đổi pờ sẽ bị biến đổi thành u thì là sẽ thành me u me u bây giờ lại không có bát chim thì sẽ thành là me un um xích bô bờ hiểu? mẹu nấm xí tiếp theo, 지난 주에 kill, khô thử cut, khô cut thì lại cái này như là danh từ, à, như là tính từ không có bắt chĩm thì là thử cut, khô cut cho nên Dương hòa, che mi ít, che mi ít tà, ít tà chắc chắn đi với nân, che mi ít nân dương hòa chú ý các bạn chú ý là Tuy là chemita, tà là thú vị hoặc không thú vị, nhưng bởi vì nó đi với ít tà, cho nên là định ngữ nó vẫn đi với ít nân. Các bạn chú ý nhé, chemi nần, chemiop OK. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần Baraki il, phần nói một của phần bài này. Ở bài này chúng ta có phần nói một đó là cuộc hội thoại ở trong một bữa tiệc thì là chúng ta sẽ dịch qua phần bài này trước khi chúng ta nghe. Kelly nói, Akira, 저 사람은 누구예요? Hai, Akira, người kia là ai thế? 누구요? Ai, ai cơ? 저기, đằng kia. khi ga khân nằm dài, cái người mà người con trai mà có cái chiều cao lớn ấy, cái người con trai cao kia ấy. 정바지를 ba chỉ đã mặc cái quần bò cái người cao và đã mặc cái quần bò à à. 저 사람은 làm mún usekseu usekseu eo usek usekseu eo. Uy thả nhiều bạn ấy làm việc ở công ty chúng ta công ty chúng ta chúng ta công ty chúng tôi ạ à. cho sao Yuske ơn yusuke siêu yusuke si ở tên sao gì ấy cái bạn yusuke này thì là người như thế nào à chu chemi nên sao gì ấy là người rất là thú vị người mà thú vị kureo cho nên chemi nên sao làm ơn chúa hiểu vậy à tôi thích người thú vị lắm 소개 좀 hãy giới thiệu cho tôi. 음, 그럼 지금 같이 가서 Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi và chào nhau chứ. 네 좋아요. Vâng, tốt quá. À, tôi dịch thì nó cũng không theo hoàn cảnh nhiều lắm nhưng mà chúng ta hãy uh, Hơi chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh của bữa tiệc thì chúng ta sẽ thấy là nó trở nên bình thường cũng giống như Việt Nam chúng ta thôi ạ. À. Nào đầu tiên chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại này. Akira 씨, 저 사람은 누구예요? 누구요? 저기 키가 큰 남자요. 청바지를 입었어요. 아, 저 사람은 유스케 씨예요. 우리 회사에 다녀요. 유스케 씨는 어떤 사람이에요? 아주 재미있는 사람이에요. 그래요? 저는 재미있는 사람을 좋아해요. 소개 좀 해주세요. 음, 그럼 지금 같이 가서 인사할까요? 네, 좋아요. À, các bạn lưu ý là bây giờ đoạn hội thoại này của chúng ta là đoạn hội thoại về miêu tả ngoại hình. Chúng ta chú ý là hai bạn này đang miêu tả một người lạ. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. akira 씨, 저 사람은 누구예요? 누구요? 저기 키가 큰 남자요. 청바지를 입었어요. 아, 저 사람은 유스케 씨예요. 우리 회사에 다녀요. 유스케 씨는 어떤 사람이에요? 아주 재미있는 사람이에요. 그래요? 저는 재미있는 사람을 좋아해요. 소개 좀 해주세요. 음, 그럼 지금 같이 가서 인사할까요? 네, 좋아요. Chúng ta sẽ đọc một vài lượt ở cái phần bài hội thoại này. Và chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Akira. Akira 씨, 저 사람은 누구예요? 저기 키가 큰 남자요. 청바지를 입었어요. 유스케 씨는 어떤 사람이에요? 그래요? 저는 재미있는 사람을 좋아해요. 소개 좀 해주세요. 네, 좋아요. 켈리의 역할을 해겠습니다 시작 누구요? 아, 저 사람 은 유스케 씨 예요. 우리 회 사에 다녀요. 아주 재미 있는 사람 이 에요. 음 그럼 지금 같이 가서 인사할까요? Chúng ta đóng vai và đọc đi đọc lại một vài lần, xong sau đó chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này toàn bộ nhưng mà chúng ta không nhìn vào phần chữ này. 아키라 씨, 저 사람은 누구예요? 누구요? 저기, 키가 큰 남자요. 청바지를 입었어요. 아, 저 사람은 유스케 씨예요. 우리 회사에 다녀요. 유스케 씨는 어떤 사람이에요? 아주 재미있는 사람이에요. 그래요. 저는 재미있는 사람을 좋아해요. 소개 좀 해주세요. Ừm, um, 그럼 지금 같이 가서 인사할까요? 네, 좋아요. Và các tình huống tiếp theo trong phần luyện tập thì chúng ta có thêm tình huống số 2. Tình huống số 2 này là bạn ấy hỏi về chia cái chú làm cái cái cơ thể cái ngoại hình cái tức là cái loại cơ thể mà đẹp cái thể hình đẹp cái ngoại hình đẹp mà yang bosiposil và bạn ấy mặc áo âu phục và đó là chiu hun bạn chiu hun này thì lại là chin chân làm bạn này rất là thân thiện và bạn này cũng muốn giới thiệu cặp người thân thiện. Đây Chihun này và đây là Yusuke là bạn mặc áo nâu và bạn chiều cao lớn và mặc cái quần bò. Bạn là Chihun là bạn ấy rất là cơ tức là thể hình, cơ thể bạn rất là đẹp, to và bạn ấy rất là thân thiện. Tiếp theo sang tình huống số 3. Bạn ấy nói về người mặc váy liền thân One Piece và kuyoun yoja người mà dễ thương mà mặc váy liền thân kia là ai đó là mina minashi minashi đặc điểm là ba mi thật -tá than ma um là tấm lòng tấm lòng rất là ấm áp tiếp theo tình huống số 4 chúng ta có bodiga kilsara kin yoja là tóc dài người mà có mái tóc dài Mini skirt 입었어요. Đã mặc cái mini skirt Váy ngắn mà chúng ta gọi là mini zip vậy. Váy ngắn Đấy là Somin Somin si Thì Somin si thì làm sao Tuk sa nam hansalam Là một người rất là thông minh Thì ở đây chúng ta thấy bạn này Bạn miêu tả giới thiệu mấy người này Đầu tiên là bạn Yusuke Yusuke là Cao và mặc quần bò Chihun thì cơ thể rất là to đẹp và mặc áo âu phục. Còn bạn uh, bị Mi uh, So Min, so Min thì tóc dài và rất thông minh. Còn tình huống số 3 là bạn một bạn mặc váy liền thân và rất là dễ thương và có tấm lòng rất là ấm áp đó là Mina. Thì ở đây chúng ta tình huống là miêu tả và chúng ta cũng có thể miêu tả các bạn của mình ở trong lớp. Chúng ta kết thúc phần nói số 1, chúng ta chuyển sang phần số 2. Chúng ta tiếp tục phần 2 với phần ngữ pháp số 2, đó là N hăn the hoặc là NK. N hăn the, đây là tới ai đó hoặc là NK tới ai đó thì chúng ta sử dụng khi mà chúng ta cho hoặc là chúng ta nói cái gì với ai đó thì cái người mà à, đối phương của mình thì sẽ được là dùng là EK nhưng mà thường là EK dành cho ngôi ba các bạn nhé. Đầu tiên Ờ uh, chúng ta xem ví dụ này, Juchin <laughs> sika ipbul Cái áo này Juchin sẽ mặc chứ? Anyo, chingu hante seonmul hal geyo. Cái này tôi sẽ tặng cho bạn. Chingu <laughs> hante là tặng cho bạn các bạn nhé. Còn đối với những người mà tôn kính thì chúng ta không thay bằng thay cho việc dùng han thế thì chúng ta dùng là kê. Ví dụ như là 어머니 uh, ờ, kê. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Chúng ta nghe. 유진 씨가 입을 거예요? 아니요. 친구한테 선물할 거예요. 유진 씨가 입을 거예요? 아니요. 친구한테 선물할 거예요. 유진씨가 입을 거예요? 아니요. 친구한테 선물할 거예요. 우리 친구는 이해할 거예요. 누구? Chúng ta chọn cái nào? 누구? 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 chúng ta chọn xem có đúng không nhá Nuku Hanthe chôn hoa hết so bạn gọi điện cho ai đấy Nuku Hanthe Chingu Hanthe hay là Chingu Kê chôn hoa hết Chingu Hanthe chôn hoa hết hay Tông Sen Kê ý chia gần sẽ cho cái sách này cho ai ạ à? cho Chingu cho Tông Sen Tông Sen chứ không phải là tôn kính mình không phải tôn kính với um em mình. Thích thích của mình tiếp theo ơ chê sơn trang nim han hay là sơn trang nim kê email polnesio hôm qua tôi đã gửi thư cho giáo viên thì cho giáo viên thì dùng cái nào ạ dùng kê đúng ạ âmoni han hay là âmoni kê vừa xong tôi cũng đã giới thiệu là âmoni kê busun sunburun turensio bạn đã tặng cho mẹ cái gì đây chúng ta sử dụng như vậy chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo đó là động từ đi với ao poseo đây là bạn thử làm một việc gì đó như tôi hướng dẫn phần đầu bài thì ở đây chúng ta có a ơ đây là chia động từ chúng ta đã được học bài uh, số 3 đó là chia động từ ở thì thì hiện tại thường đó là a ơ yo thì bây giờ chữ yo thay cho cái chữ uh, poseo này chúng ta sẽ dùng là poseo nghĩa của cả một cụm này đó là hãy thử làm một việc gì đó chúng ta nhìn thêm bên dưới chúng ta có ví dụ 이 구두 예쁘네요 cái giày này đẹp thế 한번 신어보세요 신 thà là xỏ 신어보세요 bạn thử xỏ thử đi thử bạn đi thử xem chúng ta sẽ nghe đoạn này 이 구두 예쁘네요 한번 신어보세요

한 à, hãy thử đội một lần xem. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần Maraki i. Ở phần Maraki i này, chúng ta lưu ý đây là cuộc nói chuyện giữa Yuchin và Nana. Nana-shi, 이 티셔츠 어때요? Đây là bài này chúng ta nhớ mục tiêu nhớ cái nội dung đó là gì không ạ? Đó là khuyên nhủ đúng không ạ? Nadaşi y thi ở tếu cái áo này như thế nào? Thi xe trừ là áo phông, áo phông này thế nào? Chompa chuseo thử nhìn cho tôi xem. Khuyến chất nẻo cũng được đấy, không sao đâu. Hanbun ippeo chuseo bạn thử mặc xem. Yuchin shiga 이쁠 거죠. 까나이 주친 막플까 아니요. 콩. 우리 언니한테 선물할 거예요. 까나이 떠오대데치 찌가이. 그래요. 언니는 어떤 스타인 좋아해요? 어떤 스타인 스타일 띵앙 너 스타일러로 끼어 깔손 tức là bạn uh, chị của bạn thì thích cái phong cách như thế nào? 우리 언니는 단순한 좋아해요. Chị tôi thì thích cái phong cách đơn giản. 그럼 이건 어때요? Vậy thì cái này thế nào? 이게 조금 유행이에요. Cái này dạo này hơi thịnh hành. Dạo này rất thịnh hành đấy. 그건 예쁘네요. Cái đó đẹp quá. Yeppeojyo. Kyeo, đẹp đúng không? Igeo saseyo. Hãy mua cái này này. chúng ta sẽ đây là bạn này bạn này khuyên xem là chị bạn ấy phong cách như thế nào trước xong mới chọn cho phù hợp chứ không phải chọn theo cái ý của mình được. Đấy, chúng ta sẽ nghe phần bài này, nghe phần hội thoại này. nana 씨, 이 티셔츠 xem Jom bwa 괜찮네요. 한번 입어보세요. 유진 씨가 입을 거지요? 아니요. 우리 언니한테 선물할 거예요. 그래요? 언니는 어떤 스타일을 좋아해요? 우리 언니는 단순한 스타일을 좋아해요. 그럼 이건 어때요? 이게 요즘 유행이에요. 그거 예쁘네요. 예쁘죠? 이거 사세요. 중단어라이어 중국어. 나국어 중국어. 중어때요좀봐주어요 괜찮네요 한번 입어보세요 유진씨가 입을거지요? 아니어 우리 언니한테 선물할 거예요. 그래요? 언니는 어떤 스타일을 좋아해요? 우리 언니는 단순한 스타일을 좋아해요. 그럼 이건 어때요? 이게 요즘 유행이에요. 그거 예쁘네요. 예쁘죠? 이거 사세요. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của từng ngôi một trong từng vị trí của từng người một trong này. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Nana. Nana 씨, 이 티셔츠 어때요? 좀 봐주세요 아니요. 우리 언니한테 선물할 거예요. 우리 언니는 단순한 스타일을 좋아해요. 그거 예쁘네요. tiếp theo chúng ta sẽ đóng vai của Yujin. Yujin là người nói trước cho nên chúng ta sẽ cùng nhau bắt nhịp nào. Yujin, 시착 괜찮네요. 한번 입어보세요. 유진 씨가 입을 거지요? 그래요? 언니는 어떤 스타일을 좋아해요? 그럼 이건 어때요? 이게 요즘 유행이에요. 예쁘죠? 이거 사세요. 나나 씨, 이 티셔츠 어때요? 좀봐 주세요. 괜찮네요. 한번 입어 보세요. 유진 씨가 입을 거지요? 아니요. 우리 언니한테 선물할 거예요. 그래요? 언니는 어떤 스타일을 좋아해요? 우리 언니는 단순한 스타일을 좋아해요. 그럼 이건 어때요? 이게 요즘 유행이에요. 그거 예쁘네요. 예쁘죠? 이거 사세요. Chúng ta xem phần số 2, người ta thực hành về cái vấn đề gì. Thứ hai là bạn này bạn đi mua un tông hoa, mua cho harmony Thì harmony thì chúng ta phải dùng là kề. Và style của harmony đó là phiên style. Tức là cái phong cách thoải mái. Tiếp theo, đi mua one piece. One piece cho chinh khu chinh khu lại thích kiểu như thế nào chinh khu là quy style bạn ấy thích kiểu là uh, dễ thương tiếp theo đi mua mũ đi mua cho ai ạ đi mua cho halmony halmony là bà nội đi mua mũ cho bà nội thì mua thanh sun han style là mua theo phong cách đơn giản ở đây là chúng ta có các tình huống để chúng ta thực hành và khi mà người ta mua chọn mua cái gì thì chúng ta có thể tư vấn hoặc khuyên người ta mua cái đồ gì theo phong cách của người mà mình có thể cho hoặc tặng người ta. Tiếp theo chúng ta sang phần cô maraki Nó là phần nghe và nói. Đầu tiên là chuẩn bị, chuẩn bị. 특별한 날에 ở đất nước của các bạn Vào cái ngày đặc biệt Ở Tân Sơn môn chúa Và bạn cho quà gì Ví dụ như đây em bé Ngày lễ Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chẳng hạn Hay là ngày Mùng 5 tháng 5 Thì chúng ta chọn quà gì Thì ở đây chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại Ở đây Đầu tiên là hàn quốc ở Sơn Vân Ở Kiên ha -sail" thì các bạn nối thì nối ở đây chúng ta là ơn chê là khi nào Duga tức là ai là chủ thể du sơ tức là cho ai bùa sơn sa thăng là kẹo hay là chocolate là sô cô, -cô la chumita là cho ví dụ như ở việt nam là y ship sai là ngày 14 tháng 2 nam cha chingu người bạn trai Do cha chingu han À, tới người bạn gái chocolate chocolate chumida chocolate chumida đấy là ở Việt Nam thì là ngày 14 tháng 2 là bạn trai tặng sô cô la cho bạn gái vậy thì chúng ta xem ở Hàn Quốc thì người ta sẽ tặng như thế nào chúng ta nghe phần hội thoại 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 스티븐 씨, 내일이 화이트데이네요. 화이트데이요? 그게 뭐예요? 한국에서는 3월 14일에 남자친구가 여자친구한테 사탕을 줘요. 그럼 밸런타인데이에는 뭘 해요? 2월 14일에는 여자친구가 남자친구한테 초콜릿을 선물해요. 그래요? 미국에서는 밸런타인데이에 남자도 여자친구한테 선물해요. 그렇군요. 내일 유진 씨한테 예쁜 사탕을 선물해 보세요. 유진 씨가 좋아할 거예요. 한국에는 재미있는 날이 많이 있네요. 그런데 어디에서 화이트데이 사탕을 팔아요? 여기저기 다 있어요. 가까운 가게에 지금 같이 가요. 네, 같이 가요. chúng ta nghe l i một lần nữa. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 스티븐 씨, 내일이 화이트데이네요. 화이트데이요? 그게 뭐예요? 한국에서는 3월 14일에 남자친구가 여자친구한테 사탕을 줘요. 그럼 밸런타인데이에는 뭘 해요? 2월 14일에는 여자친구가 남자친구한테 초콜릿을 선물해요. 그래요? 미국에서는 밸런타인데이에 남자도 여자친구한테 선물해요. 그렇군요. 내일 유진 씨한테 예쁜 사탕을 선물해 보세요. 유진 씨가 좋아할 거예요. 한국에는 재미있는 날이 많이 있네요. 그런데 어디에서 화이트데이 사탕을 팔아요? 여기저기 다 있어요. 가까운 가게에 지금 같이 가요. 네, 같이 가요. Thì ở trong phần bài này chúng ta có nối thì chúng ta sẽ chú ý là nối ngày 14 tháng 2 này. Thì Yeo Chan Gu ở Hàn Quốc nhé các bạn nhé. Ngày 14 tháng 2 thì Yeo Gu sẽ tặng chocolate cho Nam Cha Jin Gu. Còn ngày 13 tháng 4 các bạn biết là ngày à, ngày 14 tháng 3 ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine và ngày 14 tháng 3 là White thứ tức là ngày Valentine trắng ấy, thì ở Hàn Quốc người ta ngày 14 tháng 3 thì là mới Nam Cha Chinh Gu tặng cho Yo Cha Chinh Gu sa và kẹo thì tình huống ở bài này chúng ta nối 14 tháng 2 Nam Cha Chinh à, 14 tháng 2 Yo Cha Chinh Gu tặng Nam Cha Chinh Gu chocolate và ngày 14 tháng 3 Nam Cha Chinh Gu tặng Yo Cha Chinh Gu sa thẳng chéo như vậy Tiếp theo tình huống số 2 là tu saramun chikum buosun harigo heo. Hai bạn này bây giờ định làm gì? Thì hai bạn này bây giờ định đi mua kẹo, đang tìm cửa hàng tạp hóa gần để đi mua kẹo để bạn này bạn tặng bạn gái. Và cái việc bây giờ thì là hai bạn này tìm cửa hàng để mua kẹo. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo phần 2 này, chúng ta chuẩn bị. 여러분은 onul 무엇을 Busun Hôm nay bạn đang mặc áo gì? Ví dụ như tôi hôm nay tôi đang mặc t-shirt. Ở đây chúng ta có ví dụ này. Chongba chiren À, Tôi đang mặc quần bò. Tôi đã mặc quần bò. Cho nên wunpisuren Tôi đã mặc váy liền thân. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này. Chúng ta trả lời. Đây là cái đoạn nghe về cái trang phục để đi leo núi. Các bạn chú ý nhé. Đầu tiên tôi sẽ để ở đây chúng ta sẽ dịch một chút ạ. Chanteuco manneun geoseon geureuseyo. Hãy nghe cho kỹ và chọn cái đúng. Số 1. Manneun geoseon geureuseyo. Hãy chọn cái đúng. Số 1 này. Quanaksan apeseo Banal geoyeyo. Chúng ta gặp nhau phía trước của núi Quanak. Quanaksan an nopayo. Cái núi Quanak này không cao. 점심은 산 위에서 먹을 거예요 Sẽ ăn cơm ở trên đỉnh núi. Sẽ ăn cơm ở trên núi. Ăn cơm trưa, Chôm chim. Thì các bạn chọn câu đúng nhá. Núi Kuoraksan gặp nhau ở phía trước ở núi Kuoraksan. Thứ hai, núi Kuoraksan không cao và thứ ba là ăn cơm trưa ở trên núi. Thứ hai là Toyoine 어떻게 입을 거예요? Thứ bảy thì chúng ta mặc cái gì? Hãy chọn tất cả Đây tôi sẽ để ở tủ quần áo này Các bạn vừa nghe, các bạn vừa chọn Và cái câu trên đó là ba cái tình huống Chọn câu đúng Phù hợp với nội dung của đoạn hội thoại Các bạn chú ý nhé Chào tất cả 맞는 것을 고르세요. 주말에 같이 관악산에 갈까요? 네, 네 좋아요. 좋아요. 그럼 토요일 아침 9시까지 서울대 입구역으로 오세요. 선생님, 관악산이 높아요? 아니요, 안 높아요. 등산을 하고 내려와서 점심을 먹을 거예요. 어떤 옷을 입어야 돼요? 편한 옷을 입으세요. 치마는 입지 마세요. 산 위는 날씨가 어때요? 산 위에서는 좀 춥지만 두꺼운 옷은 입지 마세요. 얇은 옷을 많이 입으세요. 모자도 써야 돼요? 네, 쓰세요. 등산화를 꼭 신어야 돼요? 아니요. 그렇지만 구두는 불편해요. 편한 운동화를 신으세요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 주말에 같이 관악산에 갈까요? 네, 네 좋아요. 좋아요. 그럼 토요일 아침 9시까지 서울대 입구역으로 오세요. 선생님, 관악산이 높아요? 아니요, 안 높아요. 등산을 하고 내려와서 점심을 먹을 거예요. 어떤 옷을 입어야 돼요? 편한 옷을 입으세요. 치마는 입지 마세요. 산 위는 날씨가 어때요? 산 위에서는 좀 춥지만 두꺼운 옷은 입지 마세요. 얇은 옷을 많이 입으세요. 모자도 써야 돼요? 네, 쓰세요. 등산화를 꼭 신어야 돼요? 아니요. 그렇지만 구두는 불편해요. 편한 운동화를 신으세요. AUX mode. chúng ta t là... uh... h Kodaksan Apeser Manan Kueo không đúng không ạ? Mà gặp nhau ở trước trường này. Và núi không cao này. Và leo núi xong thì xuống mới ăn cơm này. Thì chúng ta chọn đáp án số 2. Sau đó là chúng ta chọn quần áo nào. Thì ở trên núi, trên núi tuy lạnh nhưng mà uh, nên mặc nhiều áo mỏng. Áo mỏng này, quần này, không được mặc váy này. Đội mũ không này đội mũ này và đi giày thể thao cái đấy là cái trang phục để đi leo núi trong đoạn hội thoại này người ta khuyên các bạn nên chọn những đồ như vậy định đi giày thể thao giày da nhưng mà nó sẽ khó chịu nên đi giày nên đi giày thể thao khi leo núi tiếp theo là phần maraki busun ot busun bạn sẽ mặc quần áo gì chinkua kachi yegi heboseo bạn hãy nói chuyện cùng bạn bè. Những cái tình huống khác nhau thì chúng ta lựa chọn trang phục khác nhau. Thì các bạn chú ý như vậy. Lựa chọn trang phục phù hợp đó là ột trà lìm. Tiếp theo, đây là các tình huống là đi thử đây là hẹn hò. Jeju to yo thì là đi du lịch đảo Jeju. Sureusik lễ nhận bằng tốt nghiệp. Thì ở những cái tình huống như thế này thì chúng ta lựa chọn quần áo như thế nào. Thêm nữa, ngoài những tình huống như thế này, chúng ta có thể là chọn một số tình huống khác thực tế ở ngoài cuộc sống để áp dụng vào trong phần nói này. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần Suki phần đọc. Sinh nhật của bạn là khi nào? 생일에 어떤 선물은 받았어요? Bạn đã nhận quà gì vào sinh nhật?

남편은 나에게 가방은 주었어요. 남편 là chồng. 나에게 các bạn thay có thể thay ek hoặc là han thê giống nhau được nhé. 나에게 hoặc 나한테 가방은 주었어요. Chồng đã tặng tôi cái cặp. 큰 가방이지만 가벼워서 좋아요. Tuy là cái cặp rất là to nhưng mà nhẹ nên tôi rất là thích. Một tour man đẹp chưa? đi được cái khăn quàng này, cái quàng này thực sự rất là đẹp đúng không ạ? In uh, boné mẹ đã gửi cho tôi từ Nhật. Monica In ở Nhật. mẹ Boné đã gửi cho. Kilko tơ tinh dài và rất là ấm, dài và ấm. 지연 씨는 귀여운 귀걸이를 줬어요. 줬어요. 지연 데저 t ô 귀걸이 를 à c 어 귀여운 귀걸이 를 à khuyên tai rất là dễ thương. 제어 아이스크림 아이스크림은 좋아해서 tôi, tôi 이 귀걸이를 받고 아주 keyboard rồi ồ vì là tôi thích kem nên khi tôi nhận được cái khuyên tay này tôi rất là vui a à, chu là rất keyboard rồi đã rất đã rất là vui nail i mok tori wa kikori rin hago ngày mai tôi đeo khuyên tai và quàng khăn i kang bang i ka bang un kachigo và mang theo cái cặp đi đến trường Đầu tiên là chúng ta trả lời trước. Nuku hante, nuku hante so, hante so các bạn lưu ý là 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 về à, là từ 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 nhé, từ từ ai? Busun son murun là bạn đã nhận à, đã nhận được quà gì từ ai? Yonkyunaseo hãy nói Đầu tiên Nam Phiên thì tặng cái gì? Nam Phiên tặng cái ca bang chi ơn thì tặng cái gì ạ à? chi ơn tặng quy cơ đi quy ơn quy cơ gì quy cơ đi ôm đi, đi. Ở tặng mộc tô đi tiếp theo mà nên cơ sơn cô hãy chọn cái đúng mà đi khôi khả bằng ơn chắc cả sơ khả bê hồi cái cặp của Mariko là nhỏ nhỏ chắc cả sơ khả bê hồi vì nhỏ nên là nó nhận nó là nên là nó nhẹ ôm đi nên Mariko cái mục tô đi đơn cho mẹ thì đã cho 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 ngày sinh nhật thì chúng ta chọn ý số 2 đó là cho đã cho cho Chúng ta cho ý ta cho tiếp theo phần sư kỳ thì trên kia kia cái nám mân xuân môn đi buổi bạn nhớ nhất cái quà tặng là cái gì cứ sơn bù lớn cứ sơn bù ca chúa sở ai đã tặng bạn cái quà đó quê chúa sở tại sao bạn thích nó sư chúng ta hãy viết vào một đoạn như thế này phần thực hành thì là cô hàng ấy 가족과 친구들에게 줄 선물 정해 보세요. Bạn hãy chọn quà để cho bạn bè hoặc là gia đình ở quê quê hương. chọn quà cho từng người. Và môn hoa san ở đây là chúng ta nam cha chinh cu, yo cha chinh cu han mua dân soi bạn trai hoặc là bạn gái thì muốn nhận được những quà gì thì theo cái sự theo cái dự đoán điều tra thì tặng áo chiếm đến trên 30% tặng quần à, tặng nhẫn, tặng nhẫn, tặng uh, cặp, tặng điện thoại và tặng những thứ khác. Thì ở trong bài à uh, Araboki bài tìm hiểu này thì chúng ta tránh phần uh, văn hóa này chúng ta những cái quà không nên tặng thì ở trong trường hợp này thì bạn này bạn này bạn định tặng người yêu mình đôi giày nhưng theo quan niệm của người Hàn Quốc đó là tặng giày xong là bạn người con gái này đi đôi giày đó và gặp người con trai khác đấy là một điều không may mắn thì uh, chúng ta hãy tự thử, thử tìm hiểu cái nội dừng cái đoạn video và chúng ta thử dịch đoạn này xem rất là thú vị đấy tiếp theo chúng ta sang phần parum parum trong phần này chúng ta chú ý đến cái quy tắc parum Đầu tiên là chúng ta xem quy tắc. N trò thì chúng ta đọc theo N. L cò chúng ta đọc theo cò. L pò chúng ta đọc theo L. pò sò chúng ta đọc theo bò. Quy tắc đó là. Quy tắc nhất đó là đối với. Cái này là quy tắc đọc phát chim có hai âm tiết. Ấy. Đối với những cái phát chim. Mà có hai âm tiết thì chúng ta. Đọc âm tiết nào đứng trước trong bảng 10 phụ âm trừ trường hợp l và l pho và l mò cái đấy chúng ta đã được dạy trong phần bảng chữ cái tiếp theo sang quy tắc thứ hai đó là nếu mà part chim là l cò mà đằng sau nó là chữ cò thì bên dưới nó chỉ đọc là cò thôi đọc là l và bên đằng sau nó nó sẽ mất chữ cò này đi nếu mà đằng sau nó là có một chữ cò nữa thì nó sẽ ghép đôi lại thành một chữ còn nữa đó là âm căng ilco, ok. Đấy. và phần nếu mà luyến âm thì chúng ta luyến âm cứ luyến âm tiết thứ hai lên. Đấy. chúng ta nghe phần đoạn uh, Iki và ilki và chúng ta nghe phần phát âm này. đầu tiên phần ilki sang ilsonmul chúng ta nghe. 생일 선물 어제는 제 생일이었어요. 그래서 선물을 많이 받았어요. 남편은 나에게 가방을 줬어요. 큰 가방이지만 가벼워서 좋아요. 이 목도리 정말 예쁘지요? 일본에서 어머니가 보내주셨어요. 길고 따뜻해요. 지연 씨는 귀여운 귀걸이를 줬어요. 제가 아이스크림을 좋아해서 이 귀걸이를 받고 아주 기뻤어요. 내일 이 목도리와 귀걸이를 하고 이 가방을 가지고 학교에 갈 거예요. 생일 선물. 어제는 제 생일이었어요. 그래서 선물을 많이 받았어요. 남편은 나에게 가방을 줬어요. 큰 가방이지만 가벼워서 좋아요. 이 목도리 정말 예쁘지요? 일본에서 어머니가 보내주셨어요. 길고 따뜻해요. 지연씨는 귀여운 귀걸이를 줬어요. 제가 아이스크림을 좋아해서 이 귀걸이를 받고 아주 기뻤어요. 내일 이 목도리와 귀걸이를 하고 이 가방을 가지고 학교에 갈 거예요. bây giờ chúng ta sẽ 1. 앉으세요. 앉고 2. 읽으세요, 읽습니다. 3. 얇아요, 얇지만. 1. 앉으세요, 앉고. 2. 읽으세요, 읽습니다. 3. 얇아요, 얇지만 1. 얇은 옷이 없어요 2. 책도 읽고 신문도 읽습니다 3. 어떤 옷을 살 거예요? 짧은 치마를 사려고 해요 4. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? 커피 8잔 주세요. 1. 얇은 옷이 없어요. 2. 책도 읽고 신문도 읽습니다. 3. 어떤 옷을 살 거예요? 짧은 치마를 사려고 해요. 4. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? 커피 8잔 주세요. Ở đây chúng ta đã kết thúc bài số 14 và chúng ta xem lại phần bài 14 chúng ta đã học được đó là đồ về trang phục và trang phục này. Đồ về chúng ta cho nhau lời khuyên này chúng ta miêu tả các đồ vật này, miêu tả về ngoại hình này để chúng ta tìm hiểu là ai này, chúng ta có thể làm quen này. Thêm nữa, chúng ta biết được những cái món quà gì nên tặng, không nên tặng này. Đấy và chi tiết hơn, chúng ta sẽ xem lại phần bài học. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Bài học 14, phần 1B kết thúc ở đây. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ. Chào các bạn.